Thưa quý vị, ngày nay nhiều người có nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán quốc tế để đi nước ngoài hay là mở thẻ để mua đồ trong dịp khuyến mãi nào đó. Mặc dù vậy thì thời gian trung bình để mở thẻ cũng phải mất là từ 3 đến 5 ngày. Do đó một số người có nhu cầu mở mới để sử dụng gấp sẽ phải gặp khó khăn. Mấy lần mình đi công tác đột xuất thì mình cũng cần chi tiêu rất là nhiều trong cái quá trình mà mình sinh hoạt. Nhưng mà hiện tại thì mình được biết là thanh toán thì làm cái thẻ đó là để mất cả tuần lận. Cho nên là mình cần có một cái dịch vụ mà làm cái thẻ đó nhanh để mà cung cấp thời gian ngắn cho người sử dụng. Mình nghĩ là nếu mà có một dịch vụ mở thẻ nhanh như vậy thì cũng rất là tốt, vì không phải có mất công đi lại để nhận thẻ. Nếu mà có dịch vụ này thì mình cũng sẽ thử mở một thẻ để sử dụng cho thuận tiện. Thì rõ ràng theo những phát biểu của những người sử dụng thẻ nhanh thì chúng ta thấy là cái nhu cầu này là có thật và là rất lớn. Vì như vậy thành ra một số ngân hàng đã phát triển dịch vụ nhận thẻ ngay sau khi đăng ký với tính năng tương đương với loại thẻ thanh toán quốc tế thông thường. Chị Trang đang có nhu cầu sử dụng gấp một chiếc thẻ thanh toán, vừa được nhân viên ngân hàng tư vấn để mở thẻ nhanh. Chị đã quyết định mở và nhận thẻ ngay sau đó. Mình thấy là mở chiếc thẻ nhanh này rất là tiện cho việc chi tiêu của mình. Thủ tục đơn giản, vừa mở xong là có. Lợi ích của chiếc thẻ nhanh này thì nó cũng như những chiếc thẻ khác. Vâng, như vậy có thể thấy rằng là hiện nay trên thực tế thì việc mở thẻ nhanh vẫn còn khá mới và cũng có nhiều người tiêu dùng đang thắc mắc về loại thẻ này. Cuộc trao đổi sau của Chào Ngày Mới với chuyên gia ngân hàng sẽ giúp quý vị hiểu thêm về việc phát hành thẻ nhanh. Thưa ông, sự khác nhau và giống nhau của các loại thẻ thanh toán quốc tế nhanh với các loại thẻ thông thường khác là như thế nào ạ? Hiện nay tại Việt Nam, người sử dụng thẻ khi đăng ký mở một chiếc thẻ thanh toán quốc tế thì thông thường người sử dụng thẻ phải mất khoảng từ 3 cho đến 7 ngày mới nhận được chiếc thẻ thanh toán quốc tế để khách hàng để sử dụng. Tuy nhiên ở Techcombank thì nắm được một số cái nhu cầu của khách hàng cần mở thẻ và có thẻ ngay để sử dụng thì Techcombank cũng đã đưa ra một sản phẩm là thẻ thanh toán quốc tế phát hành nhanh. Phát hành nhanh ở đây có nghĩa là người sử dụng thẻ khi đến chi nhánh để đăng ký mở thẻ thì 5 phút sau người sử dụng thẻ sẽ nhận được ngay chiếc thẻ thanh toán quốc tế đó và có thể thực hiện ngay các giao dịch cần thiết mà không cần phải chờ từ 3 cho tới 7 ngày như thông thường. Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thẻ trong thời buổi công nghiệp hóa đúng không ạ? Như vậy thì hình thức đăng ký cũng như là vận hành của thẻ thanh toán quốc tế nhanh là như thế nào ạ? Vâng, người sử dụng thẻ khi đến chi nhánh chỉ cần mang theo hộ chiếu hoặc là chứng minh nhân dân của mình. Sau đó điền một cái đơn đăng ký mở thẻ thanh toán quốc tế phát hành nhanh và chỉ 5 phút sau. 5 phút sau? Vâng, người sử dụng thẻ sẽ nhận được ngay chiếc thẻ này để có thể sử dụng ngay những giao dịch mà mình mong muốn mà không cần phải chờ từ 3 tới 5 ngày như cách phát hành một chiếc thẻ thông thường. Với những người sử dụng thẻ thanh toán quốc tế nhanh, khi họ gặp sự cố thì sẽ được giải quyết như thế nào? Khi người sử dụng thẻ, trong quá trình sử dụng thẻ và gặp bất kỳ sự cố nào, xin hãy liên hệ với số tổng đài, cái số hotline mà phía sau mặt thẻ có ghi. Khi đó tất cả các yêu cầu, những cái yêu cầu trợ giúp của khách hàng sẽ được ngân hàng xử lý trong thời gian nhanh nhất có thể. Dạ, một nửa cảm ơn ông đã cung cấp những thông tin quý báu cho những người sử dụng thẻ thanh toán quốc tế nhanh được biết rõ hơn về điều này. Xin cảm ơn ông.